Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là sau kỳ nghỉ lễ thì ngày hôm nay là ngày mà không chỉ các bậc phụ huynh đi làm mà cũng là ngày mà các em cũng sẽ đến trường đi học sau 3 ngày nghỉ lễ rất là dài. Và thời điểm này thì là qua một năm 2020 với những nỗi lo về đại dịch Covid-19 thì vẫn còn đó nhiều những cái mong ước của các bậc phụ huynh và đặc biệt là các em học sinh về một năm mới chúng ta sẽ có sự chuẩn bị thật là tốt, một sức khỏe, một tinh thần thật là tốt trong năm mới 2021 vì chúng ta đã trải qua một năm quá là nhiều những biến động, quá là nhiều những vất vả khó khăn rồi. Và cái mong ước mà mọi người vẫn nói đùa với nhau trong năm 2020 đó chỉ là sức khỏe mà thôi. Chính vì vậy mà trong năm 2021 thì sức khỏe được đặt lên hàng đầu và việc rèn luyện sức khỏe cho phụ huynh cũng như là cho các em nhỏ cũng vô cùng được quan tâm nữa ạ. Chính xác là như vậy, và chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những hình thức để bố mẹ có thể hướng dẫn cho con cũng như là đồng hành cùng con trong quá trình nâng cao sức khỏe và thể chất của mình. Ví dụ như mùa hè chẳng hạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhắc tới bơi lội. Thế còn mùa đông như này rồi thì có lẽ là việc bơi lội thì chúng ta sẽ có rất là nhiều quan ngại về điều kiện thời tiết. Bởi vậy chúng ta có thể nghĩ tới việc là tập luyện thể dục thể thao, những cái bộ môn như là đá bóng chẳng hạn, hay là nếu như có thiên hướng nghệ thuật một chút, có thể nghĩ tới dance sport, một môn khiêu vũ thể thao cũng rất được ưa chuộng trong thời điểm hiện nay. Và những năm gần đây thì bộ môn khiêu vũ thể thao hay còn gọi là dance sport được rất nhiều bố mẹ cho con theo học. Dance sport được biết đến là bộ môn đòi hỏi liên tục vận động. Khi mà học bộ môn này thì trẻ sẽ phải tập trung cao độ để có thể kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa âm nhạc cũng như là các động tác và uyển chuyển của cơ thể. Bộ môn này giúp trẻ giải tỏa những căng thẳng trong quá trình học tập. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với hình ảnh của một lớp học dance sport dành cho trẻ tại Hà Nội. Đã nhiều năm nay, huấn luyện viên Nguyễn Đức Tùng Lâm gắn bó với lớp học dance sport này. Với hơn 10 năm kinh nghiệm là một dance sport chuyên nghiệp, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, mà gần đây nhất là huy chương bạc giải vô địch Singapore 2019, huy chương vàng năm điệu toàn năng quốc gia 2020. Nguyễn Đức Tùng Lâm còn được nhiều phụ huynh lựa chọn gửi gắm con để tập luyện bộ môn dance sport. Ban đầu thì có em con học cùng với con nữa thì ban đầu con chỉ nghĩ nó chỉ là một môn để giảm cân thôi, để mình tập luyện, để mình có thể thỏa sức vận động của mình. Nhưng mà sau một thời gian tập luyện thì con thấy là cái việc đi tập nhảy đã khiến con có lại đam mê, sự thích thú cộng với cả việc mỗi lần tập xong thì cảm thấy rất là thoải mái. Mẹ con thì có một ý định là để dáng con thẳng hơn, là ngày xưa lưng con hơi bị cong ấy, nhưng với lại mẹ con muốn con tự tin hơn để diễn trước mọi người ấy, để cho con tập một bộ môn này. Luyện tập là con có năng lượng để làm các những thứ là không bị mỏi. Tại lớp học này, trẻ say mê luyện tập theo những điệu nhạc. Dance sport là cách cơ thể thể hiện cảm xúc đối với âm nhạc, cả khi được biên đạo kỹ càng hay chỉ là trong một phút ngẫu hứng. Đây là một hoạt động sáng tạo và mang tính nghệ thuật cao. Bên cạnh đó, khi tập nhảy dance sport, trẻ sẽ được tiếp xúc với nhiều thể loại nhạc, nhiều điệu nhảy từ các nền văn hóa khác nhau. Từ đó trẻ có thể cảm nhận ý nghĩa của điệu nhảy và hòa mình vào âm nhạc tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa cùng theo dõi những hình ảnh rất là sinh động từ một lớp học dance sport dành cho trẻ nhỏ. Và như chúng ta đã biết thì đây là một bộ môn thể thao dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, từ người già cho đến trẻ em, với những cái lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho mọi người. Và đặc biệt thì đối với trẻ nhỏ còn là một cái sự phát triển toàn diện dành cho trẻ. Vậy thì những cái lợi ích mà bộ môn dance sport này mang đến cho các em bé của chúng ta là như thế nào? Thì ngày hôm nay Hoài Anh muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và cùng trao đổi giao lưu với huấn luyện viên dance sport Nguyễn Đức Tùng Lâm để có thể hiểu rõ hơn những lợi ích mà con trẻ của chúng ta sẽ nhận được khi tham gia vào những lớp học dance sport như thế này. Xin được chào huấn luyện viên Nguyễn Đức Tùng Lâm ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn huấn luyện viên đã dành thời gian cũng như là nhận lời tham gia chương trình. Vâng, thưa huấn luyện viên, có thể thấy rằng hiện nay thì các ông bố bà mẹ của chúng ta cũng đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho trẻ khi mà cho trẻ tham gia vào những cái lớp học dance sport như thế này. Vậy thì cái lý do chính yếu để các bậc phụ huynh mang con đến lớp học này là gì ạ? Thì như mọi người đã biết, cái bộ môn này rất là đến bây giờ rất là phổ biến rồi, thì được nhiều bố mẹ quan tâm hơn. Thì lý do thứ nhất ở đây chính là bộ môn này nó có âm nhạc,
yếu tố âm nhạc đây luôn luôn giúp các bạn trẻ giải tỏa stress sau những cái giờ học căng thẳng, thì hòa mình âm nhạc để giúp cho các bạn nâng cao cái trí tưởng tượng của mình hơn. Cái lý do thứ hai là bộ môn này giúp cho các bạn dẻo dai hơn, vui tươi hơn khi mà các bạn đến lớp. Thứ ba là nó cũng như một cái bộ môn câu lạc bộ ngoài giờ đấy ạ, thì khi mà các bạn tham gia các bạn luôn luôn có cảm giác được thoải mái. Vậy thì với các em bé khi mà đến với lớp học thì cần khoảng thời gian bao lâu để có thể nắm được những cái bước cơ bản cũng như để có thể thuần thục được như những cái bước nhảy mà chúng ta đã theo dõi trong clip vừa rồi ạ? Thì đến với cả lớp học dance sport của tôi thì có những bạn bắt đầu từ 4 tuổi rưỡi thì có thể học được rồi. Thì cái lứa tuổi từ 4 tuổi rưỡi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ thường phải mất đến khoảng 8 tuần để thuần thục tất cả các bước cơ bản. Sau đấy thì tùy vào trình độ và khả năng của các bạn có thể phát triển dần lên. Còn đối với độ tuổi từ 6 tuổi cho đến 12 tuổi thì cái nhận thức của các bạn nó cũng tốt hơn rồi ạ. Thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn đi thì khoảng 4 tuần thôi là các bạn nắm được sơ sơ cơ bản rồi. Thì sau đấy thì bạn nào đam mê hơn thì chúng ta có thể học nâng cao lên để thể hiện. Còn những bạn từ những bạn thiếu niên tầm từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi đó, thì các bạn học cực kỳ nhanh, và cũng có một số bạn thể hiện cái năng khiếu ngay từ đầu rồi, học vượt trội. Thì cần trong vòng khoảng 1 tháng nữa là các bạn có thể tham gia thi đấu những giải lớn, giải nhỏ, mang về rất là nhiều thành tích. Và như huấn luyện viên đã nói thì chúng ta thấy rằng bất cứ ai khi đến với bộ môn này cũng đều cảm thấy giải tỏa được stress. Vậy thì đặc biệt là đối với các bạn nhỏ thì các bạn nhận được những cái lợi ích gì về mặt tinh thần khi mà tham gia vào những lớp học như thế này? Ở đây chúng tôi dạy thì các bạn, nhiều bạn mới đến rất là rụt rè, cũng không tự tin một chút nào cả. Có những bạn mà buổi đầu đến còn khóc ạ. Và sau một thời gian học thì những bạn đấy thay đổi hoàn toàn. Thì yếu tố thứ nhất ở đây giúp các bạn trở nên tự tin hơn đấy là âm nhạc. Khi mà các bạn nghe âm nhạc thì các bạn luôn luôn cảm thấy là thư giãn, mọi thứ đều rất là thoải mái. Thì sau khi các bạn nghe âm nhạc các bạn thư giãn rồi, các bạn lại bắt đầu muốn hòa mình với cả lớp học. Khi mà mỗi khi chúng tôi bật nhạc lên thì các bạn thể hiện rất là tốt. Đấy, thì sau khi các bạn đã quen với lớp rồi thì đến giai đoạn là các bạn học bước. Và khi mà các bạn học bước, khi mà các bạn quen với lớp rồi các bạn học bước rất là nhanh. Những cái bước đi mà theo từng cấp độ từ dễ đến khó các bạn tiếp thu rất là nhanh. Từ đấy sau khi mà thuộc bước xong rồi, chúng tôi có những cái bài kiểm tra rất là đơn giản thôi, là cho từng bạn lên tự đi và tự thể hiện theo cái cá tính của mình đó. Thì các bạn nhờ cộng với cả sự cổ vũ của những bạn khác nữa thì các bạn thể hiện rất là tốt. Từ đó là các bạn hình thành nên một cái thói quen của mình là không còn cảm thấy ngại hay là sợ khi đứng trước đám đông nữa. Và như huấn luyện viên chia sẻ thì chúng ta có thể thấy rằng bộ môn này thực sự mang lại những cái lợi ích về mặt phát triển về mặt thể chất cho trẻ, đúng không ạ? Vậy thì còn về cái khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ thì nó có được phát triển nhiều hay không? Yếu tố âm nhạc là yếu tố quyết định rất là nhiều. Thì âm nhạc ở đây chia theo các cung bậc cảm xúc. Samba thì là mang hơi hướng của không khí của một lễ hội. Cha cha là diễn tả một cái sự vui tươi, giống như khi mà chúng ta buổi sáng dậy á, chúng ta cảm thấy yêu đời hơn ấy. Tumba thì trầm xuống một chút thì chúng ta giống như là chúng ta đang nhìn lại những gì vừa xảy ra trong một ngày vừa kết thúc, những khoảng lặng. Thì đến điệu Pasodo là thể hiện ra là những khi mà chúng ta đang gọi là tức giận, những cảm xúc nó hơi tiêu cực một chút thì chúng ta có thể diễn tả điệu Pasodo. Trẻ tham gia vào các bạn cũng được cảm nhận được những cái phần âm nhạc đấy và các bạn thể hiện theo. Có những bạn có thể lúc đầu mà chưa cảm nhận được cái phần âm nhạc đó, cũng phải mất một thời gian, mà như là các cụ mưa dầm thấm lâu ấy, thì sau một thời gian các bạn cũng thể hiện là mình hiểu được âm nhạc, cảm nhận được nó và thể hiện rất là tốt trong phần âm nhạc. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Nguyễn Đức Tùng Lâm với những chia sẻ vừa rồi, để cho quý vị khán giả, đặc biệt là các quý vị phụ huynh, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những lợi ích khi mà cho con em của mình tham gia vào những lớp học dance sport như thế này. Và Hoài Anh cũng xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, qua những thông tin trao đổi vừa rồi thì chắc hẳn rằng là tất cả chúng ta đều hiểu rõ hơn những tác động của bộ môn khiêu vũ thể thao dance sport đối với các bạn khi còn nhỏ. Không biết rằng là Vân Trang với cả Hồng Quyên thì đã bao giờ tập hay là tham gia bộ môn dance sport chưa? À, bạn
cho em nhường Vân Trang trước đi. Em chưa chị ạ. Em chưa, em chỉ có ngày xưa hồi còn nhỏ thì em có tập múa các thứ, của thời điểm của em thì dancepot nó chưa nổi và cũng chưa có thể phát triển và để cho bố mẹ biết đến nhiều để đưa mình đi học như thời điểm hiện nay. Còn bây giờ thì em thấy có rất là nhiều những bạn nhỏ học bộ môn này. Thế còn Quyên thì sao? Bản thân em thì em không tham gia hoạt động này, nhưng mà em là người thiên về những cái hoạt động thể chất để có thể gắn kết và hiểu sâu hơn về cái chiều sâu cảm xúc của mình á. Thì sau đó em mới tìm hiểu thì em biết được rằng là những cái hoạt động như thế này nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà mọi người chỉ nghĩ nó đơn thuần giống như là vẽ này, học hát, học múa, nó là một trong những hoạt động để giúp chúng ta tăng thêm niềm vui không á, thì nó chỉ là một bề nổi ở bên ngoài thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thực sự có được dành thời gian thì Hồng Quyên mong là các bạn nên thử cho con mình học dance sport hoặc là các môn có liên quan tới cảm nhận về cảm xúc của trái tim mình. Bởi vì có một cái nghiên cứu khoa học người ta chứng minh rằng là rõ ràng khi mà những người phụ nữ mang bầu thì đều biết là đứa trẻ bắt đầu sẽ hình thành trái tim trước khi có bộ não, và người ta nói rằng các sợi dây liên kết thần kinh vào trái tim nó nhiều hơn ở não bộ cơ. Vì thế cho nên là chúng ta có cái khả năng thông minh từ cảm xúc trước, và chúng ta biết chúng ta là ai, cần gì, muốn gì nếu mà chúng ta học cách lắng nghe cơ thể. Và một trong những bộ môn không chỉ dance sport đâu mà các trường đại học mà họ có chú ý vào chuyện để giúp cho các em hiểu mình cần gì, biết gì á, chẳng hạn như trường đại học FPT, họ cũng áp dụng một bộ môn đó là học môn nghệ thuật tức là múa và khiêu vũ, nhưng mà không có dùng tiếng nói mà chỉ cảm nhận cơ thể để múa thôi. Và trong một không gian tối thì để lúc đó chỉ có các em mới cảm nhận được chính em. Và khi mà học dance sport này thì như khi nãy chúng ta cũng nghe nói là huấn luyện viên họ cũng có chia sẻ như là ban đầu các em phải cảm như là samba thì để một ngày các em vui tươi nè, hay là rumba thì là để giúp các em nhìn lại cả một ngày vừa qua các em đã như thế nào, có những cảm xúc gì, và cuối cùng là paso dop là cái những cái âm nhạc của việc giận dữ. Thì khi mà các em bắt đầu cảm nhạc á, thực ra đó là một phương pháp khác của việc các em lắng mình lại và cảm nhận chính mình. Qua cái việc này á, các em không chỉ khỏe hơn, không chỉ có thêm một năng khiếu cho bản thân, mà các em chắc chắn là em tin á, là một trong những người có năng lực kiểm soát cảm xúc và biết rõ cảm xúc của mình là gì. Mà em tin một người có năng lực quản lý được cảm xúc của mình là một người mà trăm trận trăm thắng, bởi vì đi đâu cũng biết mình là ai, cần gì, muốn gì và có thể cảm được cảm xúc của người khác. Và có thể nói đó là một người bản lĩnh đúng không nào? Và thực tế rằng là Vân Anh thì kết hợp giữa Trang và Quyên, đó là hồi bé mình cũng giống như Trang, đó là mình không học bộ môn thể thao này, bởi vì rõ ràng là hồi đấy thì đúng là cái thời của chị em mình ngày xưa, cách đây khoảng 20 năm chẳng hạn thì cái môn này nó không phổ biến. Nhưng mà hồi đó thì mình cũng có học múa này hay là tập aerobic này, nhưng mà khi mà mình lên đại học thì dance sport lại là một trong những bộ môn bắt buộc của cái môn thể dục ở đại học. Và khi đó thì mình cũng được học những cái điệu cơ bản này, từ Vans này, từ Tango này, cho đến Cha-cha này, vân vân. Và khi mà học rồi thì mình đúng là mình cảm nhận rằng nó rất là hay, nhưng đúng là cảm thấy một chút nuối tiếc. Nếu như mình học khi mà cơ thể dẻo dai hơn á, thì mình làm những động tác sẽ uyển chuyển hơn, và mình dần dần nhận thấy được những cái tác động của nó lên chính bản thân mình, chưa kể là với trẻ em. Thế còn với những bạn nhỏ thì khi mà đi làm những cái show, event á, thì mình gặp rất là nhiều những bạn nhỏ mà được bố mẹ cho học từ nhỏ, và mình thấy rất là nhiều những cái đặc điểm khác biệt ở những bạn mà học dance sport từ nhỏ. Điều tiên đương nhiên chúng ta thấy là cái sự dẻo dai, một cái vóc dáng cân đối, một cái thân hình khỏe khoắn. Tiếp nữa các bạn cực kỳ tự tin khi mà các bạn có những cái sự luyện tập và tham gia vào công tác biểu diễn. Và kể cả không biểu diễn đi thì một lớp học có trước rất là nhiều người thì các bạn cũng sẽ phải nhảy múa trước những người khác. Và một điểm nữa cực kỳ quan trọng với thế giới chúng ta đang sống, đó chính là hợp tác cộng sinh, là sự kết hợp. Bởi vì thường là khi khiêu vũ thì ít nhất là chúng ta sẽ thấy rằng là các bạn sẽ phải làm việc nhóm với nhau, và cụ thể là hai người. Và nếu như chỉ cần một người lệch nhịp thôi thì sẽ dẫm chân vào bạn nhảy của mình. Bởi vậy làm sao chúng ta phải biết cách phối hợp cho nhịp nhàng. Và đúng như những gì mà Quyên chia sẻ, đó là không chỉ là có về mặt thể chất mà còn phát triển về mặt cảm xúc và tâm hồn nữa. Và từ đó thì có thể thấy rằng là rất là nhiều những cái tác động tốt lên những bạn trẻ khi mà chúng ta được học dance sport từ sớm. Và chúng ta thấy rằng là âm nhạc kết hợp với những bước nhảy uyển chuyển sẽ giúp cho trẻ phát triển chỉ số EQ, chính là chỉ số về cảm xúc của bản thân. Nói đến việc học dance sport thì lại làm cho em nhớ tới một cái ví dụ mà em đã từng phỏng vấn, như là em Trường Xuân. Năm đó em phỏng vấn là em học khoảng lớp 10. Em là một trong những cặp đôi hay đi với em Quang Minh. Và kể từ cái ngày đó em gặp cái cô bé đó em ấn tượng lắm. Em ấy vừa học vừa chơi và ở môn nào cũng cực kỳ xuất sắc. Học thì cũng liên tục đạt học sinh giỏi. Và môn thể thao đó thì khi nào cũng gần như không bạc thì vàng. Và em đó cũng là một trong những gương mặt đại diện Việt Nam cho tới bây giờ, cũng là đi thi các giải quốc tế như là SEA Games. Và em nhận ra một điều những người như thế này, tức là
đối với những bạn trẻ như thế thì họ nuôi dưỡng những cái năng lượng tích cực cho mình rất mạnh mẽ. Và cái gì mà chúng ta luyện tập nó theo thời gian đó thì lâu dần nó sẽ trở thành một cái nếp sống của mình. Và em đó khi mà gặp tôi là điều đầu tiên em thấy những người đó là gì? Họ nở nụ cười đã và họ toát lên một cái sự thân thiện gần gũi. Giống như chị Vân Anh có chia sẻ là khi mình học bộ môn đó mình phải học cái phép cộng sinh, tức là mình phải kết nối với mọi người xung quanh. Và từ cái việc kết nối đó, nó em tin rằng sau này kể cả các em đó không đi theo tiếp cái sự nghiệp nghệ thuật đó nữa thì cho tới đi làm chắc chắn sẽ tạo được một sự thiện cảm rất lớn. Ngay từ khi tiếp xúc từ nhỏ mình đã cảm thấy như vậy thì chắc chắn là lớn lên các em ấy cũng sẽ như thế. Chắc chắn là thế. Không biết là Trang nghe thì có cảm thấy rằng là hay là mình sẽ thử đi học môn này không? Có vẻ em cảm giác thuyết phục lắm á chị, gật đầu lắm. Không, em nghĩ là nên học bởi vì là mỗi một môn thì bộ môn nó sẽ có những cái lợi ích riêng. Và đặc biệt là không chỉ dance sport mà kể cả những bộ môn khác, chúng ta thấy rằng là không chỉ cứ học là tốt, bây giờ chúng ta cần phải ra bên ngoài rồi là thư giãn. Và em nghĩ là chính việc dance sport cũng là một cách để chúng ta thư giãn. Chứ không chỉ là chúng ta làm việc hay là học đâu, mà em nghĩ là cái đấy là cách để thư giãn và sẽ có nhiều cảm xúc hơn. Mặc dù là nói là làm để làm giàu cảm xúc rồi là nghe âm nhạc, nhưng mà em nghĩ rằng nó sẽ có những cái kỷ luật nhất định. Bởi vì nếu chúng ta không đi đúng theo nhịp, không đi đúng theo kỷ luật thì vẫn sẽ dẫm vào chân nhờ bạn nhảy của mình, như chị Vân Anh đã chia sẻ rồi. Và khi mà chúng ta có kỷ luật, chúng ta có cảm xúc thì chắc chắn là làm việc gì chúng ta cũng sẽ tốt hơn, và đặc biệt là sẽ thăng hoa hơn, chứ không chỉ là việc là chúng ta cứ ngồi ở trong nhà là tốt bây giờ là như thế, đúng không ạ? Bởi vì cái sự kỷ luật đó thì sẽ giúp cho các em đó có đầu tiên là rèn luyện được cái sự tập trung cao độ mà ngày bé bố mẹ mình cứ hay vậy nhắc mình là con phải tập trung, rồi chứ sao con học lo ra đúng như thế này. Thì khi mà các em tham gia một môn hoạt động thể thao như vậy thì nếu mà tăng được cái sự tập trung trong việc học thì thực sự là quá tốt. Điều thứ hai nữa là như chị Vân Anh nói, nhìn các em rất tự tin, là chính cái điều đó giúp cho các em vượt qua được nỗi sợ, sự e dè, và là một trong những bước đệm rất tốt để sau này các em tạo dựng một tương lai vững chắc cho mình. Và Vân Anh thấy rằng là thực ra cũng sẽ rất là phù hợp với các bạn nhỏ, bởi vì là thường mình thấy rằng là trẻ em muốn được hoạt động chứ rất khó bảo là em học một cái gì đấy mà ngồi im một chỗ từ ngày này qua ngày khác, hay là chỉ người ngồi lớn im cũng liên tục khó thôi. Bởi vậy là khi mà vừa có thể vận động này, vừa được lắng nghe âm nhạc và cái bên cạnh đó vẫn học được nhiều điều, chính là việc mà chúng ta tổng hòa những cái điều rất là tích cực và tốt đối với các bạn nhỏ. Và thực tế là sự kết hợp giữa hoạt động vận động và âm nhạc một cách hài hòa với khiêu vũ là biện pháp giảm stress cũng khá hiệu quả. Trẻ em sau khi học ở trường thì có thể chọn môn khiêu vũ để thư giãn, giảm áp lực học hành và từ đó thì tái tạo năng lượng mới giúp học tập ở trường tốt hơn. Việc học khiêu vũ là cách để giúp trẻ gia tăng kỹ năng xã hội, đặc biệt là sự tự tin. Khi học khiêu vũ thì trẻ sẽ thường xuyên tiếp xúc với thầy cô, bạn bè, tham gia biểu diễn trước đám đông với sự tập trung cao độ. Từ đó thì vượt qua nỗi sợ hãi e dè và tránh hình thành sự tự ti trong cuộc sống. Và ngoài ra thì do môi trường học khiêu vũ luôn đòi hỏi làm việc tập thể thông qua việc kết hợp với nhiều bạn khác nhau nên sẽ để cho trẻ học được sự đoàn kết, cùng với đó là tinh thần làm việc tập thể để hoàn thành bài tập của mình. Và như các chị đã chia sẻ đó là chúng ta thấy là có cả rèn luyện không chỉ thể lực mà cả trí lực nữa. Chính là cái sự tập trung đó không phải là ai cũng tập trung ngay từ đầu, mà chúng ta cần phải rèn luyện hàng ngày. Đầu tiên thì chúng ta có thể tập trung 30 phút, sau đó chúng ta nghỉ, và dần dần nó sẽ lên từng ngày một. Sau đó chúng ta có thể chạm tới sự tập trung 1 tiếng chẳng hạn, và hơn nữa tùy vào sự rèn luyện của từng người. Nên là em nghĩ là các em bé càng trẻ thì chúng ta càng rèn luyện sẽ càng tốt, đúng không ạ? Đặc biệt là khi mà nhỏ thì cơ thể của mình á khá là mềm dẻo, đúng nên là chúng ta làm những động tác khá là dễ dàng. Còn Vân Anh nhớ rằng là khi mà mình lớn lên rồi mình mới học những bộ môn này á, lúc đầu đau lắm, bởi vì là khi mà mình phải xoạc này, hay là khi mà mình sẽ phải vươn rộng tay hay là chân hay làm những động tác khó là mình cảm thấy rất lâu mình có thể thực hiện được, đúng đấy. Rồi xương cũng đã cứng rồi và mình lâu mà không vận động với một cái cường độ như vậy thì mình sẽ cảm thấy khó khăn hơn. Và thực tế chúng ta cũng thấy rằng là khiêu vũ thì sẽ đòi hỏi trẻ sẽ phải làm việc cả đầu óc lẫn cơ thể, và trẻ phải học từng điệu nhảy và theo một trật tự, sẽ phải lắng nghe huấn luyện viên và phải sửa chữa những sai sót trong từng điệu nhảy. Và người ta thường nói khiêu vũ đem lại sự vận động thông minh, nhưng không chỉ dừng lại ở đó mà khiêu vũ còn giúp trẻ phát triển trí thông minh về không gian, về âm nhạc và cả ngôn ngữ. Ngoài ra thì còn giúp trẻ tập trung hơn, chăm chỉ đạt được mục tiêu, và không chỉ phát triển kỹ năng vận động thô mà còn là cách tuyệt vời để tìm hiểu sự cân bằng và phối hợp trong từng động tác. Đúng là từ cân bằng là một trong những từ để minh chứng rõ nhất cho môn khiêu vũ này. Khi mà chúng ta gọi đó là một sự vận động thông minh khi tham gia loại hình nghệ thuật dance sport. Và dance sport là một trong những môn thể thao nghệ thuật thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Cho nên nếu bố mẹ nào mà đang theo dõi chương trình này mà phân vân là không biết là có phù hợp với nam hay không thì chắc chắn là có. Và khi mà các con tham gia môn nghệ thuật này này thì các con không chỉ tăng cường về mặt sức khỏe, tăng cường về mặt trí lực mà còn về mặt cảm xúc, và bên cạnh đó thì
vóc dáng cơ thể các con phát triển đều hơn. Và người ta hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu mà chúng ta hàng ngày cho các con được tiếp xúc với một môi trường nhiều năng lượng tích cực thì chắc chắn sau này các con cũng là một trong những người phân phát và cho đi những năng lượng như thế. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bậc phụ huynh đang đắn đo lựa chọn thêm cho con một số hoạt động nào đó sau những cái buổi học, thì hy vọng là môn nghệ thuật này sẽ mang lại một trong những thông tin hữu ích cho quý vị.